Rồi bây giờ mở cho mọi người xem nha. Mọi người thấy chưa, nó khô rồi đó, chúng ta không cần vắt nữa. Bây giờ mình sẽ đem đổ vô thau mình trộn nha mọi người. Bữa nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm mắm cá lon tong mọi người. Đây là mắm của mình đã muối được 2 đêm. Giờ mình sẽ vắt nước ra. Thì trong thao này đó mình vắt nước, còn trong xô này mình sẽ làm cách khác, mình sẽ úp cái xô này xuống gỗ thì tự động nước nó sẽ chảy xuống. Giờ mình sẽ đem đi úp vô gỗ ha mọi người. Mình vừa úp cái xô này xuống gỗ để cho nước nó chạy ra ha mọi người. Thì cái cách làm này thì mình tự đúc kinh nghiệm ra thôi. Thì nếu mà mình vắt một xô này cũng rất là lâu. Một xô này 20 kg ha mọi người. Thì mình vắt rất là lâu. Đó mình nghĩ ra cái cách này, mình úp. Mình có thể đi làm những công chuyện khác, mình úp bỏ đây. Chừng nào mình thấy nước nó khô á thì mình nó quay lại đem vô, mình sẽ chọn gia vị rồi mình sẽ vô keo. Giờ mình đi làm công chuyện khác để nước nó rút hết thì mình sẽ chọn rồi bỏ vô keo. Rồi bây giờ mở cho mọi người xem nha. Mọi người thấy chưa, nó khô rồi đó, chúng ta không cần vắt nữa. Bây giờ mình sẽ đem đổ vô thau mình trộn nha mọi người. Giờ mình sẽ chọn gia vị ha mọi người. Giờ mình sẽ chọn gia vị hơn mọi người. Có đường. Bột ngọt.
không? Giờ mình sẽ vô keo ha mọi người. Bấm tắt video hồi hôm qua ha mọi người. Đây là đầy một keo 10kg nè. Rồi được khoảng 3kg nữa. Giờ mình sẽ vô cho đầy keo này. Rồi mấy keo này một chút nữa mình vô sau.
mình vừa vô ba keo mắm xong mọi người, hơn ba keo thì hai ngày thì được gần 5 keo. Thì ban ngày thì mình không có thời gian, thì bữa nay mình làm tới tối luôn rồi, mà trời mưa nữa nghe rất là ồn, không biết có gõ không thì mọi người thông cảm. Thì mắm này làm một tháng ăn được rồi, thì mình sẽ hẹn mọi người tháng sau mình sẽ đem ra, mình sẽ chọn cho mọi người xem. Thì mọi người thấy clip này hay nhớ chia sẻ, đăng ký ủng hộ kênh cho mình nhé. Chào tạm biệt mọi người.